7 chỗ máy dầu bản phun luôn luôn là sự lựa chọn hàng đầu và là sự săn đón của quý khách hàng. Và nhắc đến Santa Fe thì không thể nhắc tới những cái chiếc xe máy dầu bền bỉ, tiết kiệm và vô cùng là nhiều option. Và nhắc đến Santa Fe thì là không thể nhắc tới những chiếc xe đẹp như thế này. Và bên em thì đang tuyển một cái chiếc xe mà quá đẹp luôn, để anh chị có thể nhận thấy được rằng là với cái sản phẩm này nó sẽ làm hài lòng với tất cả những quý khách hàng quan tâm tới những cái sản phẩm của bên Ba Tư Văn Vua Gầm Cao. Ba Tư Văn Vua Gầm Cao có địa chỉ tọa lạc tại số 468 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương anh chị nhé. Thì đây là một cái mẫu sản phẩm Santa Fe máy dầu 7 chỗ ngồi cực kỳ là đẹp mắt luôn. Cái lớp sơn màu nâu cà phê này anh chị có thể nhận thấy được nó nổi bật ngay từ cái phần mắt nhìn ban đầu. Phần đèn phía đằng sau của mẫu Santa Fe này nó được thiết kế đó là đèn full LED luôn anh chị này. Đèn full LED luôn. Và đặc điểm của bản full thì nó được trang bị khối động cơ 2.2 full dầu và nó là 4 dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Đây là phiên bản 2 cầu điện thông minh anh chị nhé. Đấy, nó rất là tiện dụng luôn và cực kỳ là khỏe khoắn. Và mức tiêu nhiên liệu của dòng xe này nó chỉ rơi khoảng tầm 7 lít dầu trên 100 km thôi. Và ta có thể nhận thấy được rằng là toàn bộ chiếc xe này được bác chủ cực kỳ là chăm chút và vô cùng là giữ gìn. Với dàn lốp được thay mới này, đã được thay mới rồi. Và la răng đã được phay và gần như không có vết xước. Được trang bị cảm biến áp suất lốp rồi, cho nên sẽ bảo vệ cho chúng ta cái lốp đó đi an toàn hơn. Và đặc biệt thì với cái thiết kế của đời 2015, đây là đời 2015, là cái phiên bản được lắp ráp tại công ty Trường Hải Việt Nam. Nhưng chiếc xe này là toàn bộ là hàng nhập 3 cục anh chị nhé. Cái hàng nhập 3 cục có nghĩa là gì? Là toàn bộ tất cả nó đã được 3 cục máy, cục vỏ và cục khung, nó sẽ được nhập theo đường biển về công ty Trường Hải Việt Nam. Và sau đó được lắp ráp trên dây chuyền, có nghĩa là Việt Nam chưa sản xuất được, sau này thì Việt Nam mới sản xuất được anh chị nhé. Cho nên là những cái chất liệu này anh chị thấy nó sẽ khác biệt hoàn toàn. Từ những cái táp ly của xe nó rất là dày dặn này anh chị này, rất là dày dặn. Đây là lớp da mềm anh chị nhé, da mềm kết hợp với lại lớp, đây cũng là da mềm này, đây là nhựa này. Đấy, nó để làm gì ạ? Những cái lớp da mềm này nó có khả năng tăng khả năng cách âm chống ồn và giữ nhiệt cho chiếc xe. Vậy cho nên là khi ngồi chiếc xe nó rất là sướng. Và ta vào khoang nội thất thì ta nhận thấy được rằng là những cái gì còn lại sau quá trình gần 10 năm sử dụng, anh chị nhìn thấy được rằng là nguyên cả hàng ghế thứ hai nó vẫn còn nguyên zin, đó là ghế da nguyên bản theo xe. Anh chị nhìn cái chất lượng ghế da ban đầu người ta sản xuất ra cực kỳ là đẹp luôn đúng không ạ? Đây anh chị nhìn đấy, đấy từng loại chất liệu luôn. Và với bản full thì không thể thiếu được đó chính là cửa sổ trời toàn cảnh. Nó lấy ánh sáng rất tốt và có thể lấy không khí bên ngoài. Khi anh chị muốn đi vào cái thời điểm đẹp này, anh chị có thể mở cửa ra thông thoáng này. Đấy, tiếng đóng cửa thì chắc nịch luôn. Thân vỏ thì dày dặn nhá, dày dặn nha anh chị nha, tiếng gõ mỏng luôn. Chiếc xe này thì luôn cam kết với anh chị đó là không tai nạn, không đâm đụng, không ngập nước, không thủy kích anh chị nhá. Đến với bên showroom Ba Tư Văn Vua Gầm Cao của em Công, số hotline em đã ghim ở trên tiêu đề đó là 0964 834 834. Anh chị có Zalo để anh chị có thể trực tiếp liên hệ để có thể gửi thêm thông tin hình ảnh và có thể là chốt một mức giá thực sự yêu thương. Và cam kết và khẳng định với anh chị đó là đây là một chiếc xe bản full kịch và là một chiếc xe đẹp xuất sắc luôn anh chị nhé. Đây chị nhìn là từ những cái táp ly táp nô nó đẹp như thế này. Đấy, nó chất như thế này, không hề có một vết xước. Bản full thì nó được trang bị đến hai ghế điện điều chỉnh đa hướng ở hàng ghế thứ hai và ở hàng ghế phụ và hàng ghế lái. Tất cả ghế da là nguyên bản hết nha anh chị nhé. Và cái khoang động cơ của chiếc xe, khoang mặt cabo của chiếc xe này nó rất là thông thoáng. Đấy, mặt táp lô rất thông thoáng. Bác chủ thì cũng đã lên được cho ta đó là màn Android đây này. Đấy, các chế độ tịnh chỉnh ở đây này được thiết kế ở chỗ này này anh chị này. Hộp số tự động này. Đấy, hộp số tự động 6 cấp. Với bản full thì nó được trang bị là hai hàng ghế lái là nó được sưởi vào mùa đông anh chị nhé. Và có phanh tay điện tử này, chìa khóa theo xe còn nguyên này. Và có được bác chủ lắp thêm sàn 5D rồi, rất là sạch sẽ và thông thoáng. Và có thêm cả cam táp lề. Đấy, cam hành trình. Đấy, phần đầu xe. Vâng, bây giờ xin mời anh chị tới phần đầu xe để ta có thể xem thêm về cái chất lượng cũng như là cái form dáng của chiếc xe này. Thì với phiên bản 2015 thì nó được trang bị rửa đèn này. Đặc biệt anh chị nhìn thấy cái chất liệu của cái thời nhập khẩu ngày xưa nó tốt đến mức độ như thế nào đúng không ạ? Đó là gì đấy? Đèn bi này được thiết kế với những cái
phần nhựa phía bên trong nhìn rất là trong suốt và những cái phần mạ chrome cực kỳ là sáng luôn. Chiếc xe này phải nói rằng nó là một chiếc xe quá đẹp luôn. Đấy, nó là một chiếc xe quá đẹp luôn anh chị nhá. Đấy, anh chị nhìn những cái thanh mạ chrome nó còn tươi sáng đến mức độ như thế này đúng không ạ? Và cái phần đèn hai bên nó đẹp như thế này. Ngay cả phần đèn gầm được bọc qua một cái lưới bằng nhựa rất là đẹp mắt và cực kỳ là khỏe khoắn. Tô điểm cho chiếc xe của chúng ta là một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời. Và đến đây ta cũng sẽ không thể quên được phần khối động cơ là trái tim của chiếc xe này. Đấy, là trái tim của chiếc xe này. Khối động cơ của chiếc xe Santa Fe máy dầu 2015 được trang bị đó là một khối động cơ đó là 2.2 turbo. Đấy, 2.2 turbo. Và nó được, đây anh chị nhìn này, từng chi tiết của chiếc xe là zin nhé. Từng con ốc cabo này, từng cái tấm lỉ ở cái phần nót cabo này nó còn nguyên này. Đấy anh chị nhìn này, từ cái khóa này, tất cả là cam kết nguyên zin tuyệt đối cho anh chị nhé. Những cái thanh chống đỡ và bằng thanh thủy lực và từ những cái phần đèn. Đấy, đèn zin nguyên bản theo xe vẫn còn nguyên này. Những cái thanh răng này vẫn là nguyên bản này. Và phần máy của chiếc xe thì anh chị sẽ nhìn cho em này. Ngay cả từ những con ốc này, từ những con ốc còn nguyên chấm QC của nhà sản xuất nha anh chị nhé. Đấy, nguyên chấm QC nhà sản xuất. Và xe zin từ răng răng cò. Xe zin từ răng răng cò luôn anh chị nhé. Và máy zin là tuyệt đối zin từ trên xuống dưới. Và cho nên là nếu như anh chị nào mà quan tâm tới sản phẩm này thì anh chị sẽ thấy được rằng đây là một sản phẩm mà sẽ không bao giờ làm anh chị cảm thấy thất vọng khi anh chị tiếp cận được với cái sản phẩm này của em đâu anh chị nhá. Vậy thì anh chị có thể nhận thấy được là với mặt với lại cái la răng được thiết kế hình bông hoa và được phay và củ phay, anh chị nhìn nó đẹp như thế này đây. Đây này, củ phay nó vàng chóe luôn, là chiếc xe chạy rất là ít anh chị nhé. Và một cái dàn lốp mới, ngay cả những cái phần nhựa này đó, nhựa viền nó còn đẹp đến mức độ như thế này đây anh chị này. Và ta có thể tiếp tục quan sát phần khoang lái của chiếc xe này. Phần khoang lái thì được trang bị đó là hai vị trí nhớ ghế. Đấy, được cài đặt hai vị trí nhớ ghế để tiện dụng cho người lái khi mà người ta nhớ ở một cái vị trí cố định nào đó. Và một kính lái auto, ba kính chỉnh điện có gập gương tự động anh chị nhé. Và cái chất liệu về táp ly táp nô của xe phải nói là nó cực kỳ là chắc chắn, cực kỳ là chắc chắn. Và những cái công nghệ mà chiếc xe mang lại cho người sử dụng, hai cầu này, có chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu, mặc dù đã là khối động cơ 2.2 phun dầu nhưng nó vẫn là một khối động cơ tiết kiệm nhiên liệu, hỗ trợ đầu đèo ngang dốc, chống trơ trượt, cân bằng điện tử. Và cái vô lăng của chiếc xe này được thiết kế nhìn khá là khỏe khoắn và cầm lái vô cùng là chắc chắn. Thì đây cũng chính là một cái điểm mạnh mà làm cho người sử dụng cảm thấy thích khi mà cầm lái một chiếc Santa Fe. Vô lăng được hỗ trợ đó là vô lăng hỗ trợ điện nha anh chị nhé, cho nên lái rất là nhẹ. Và chiếc xe này lăn bánh đúng tròn 10 vạn. Đấy, 9 vạn 9 thì coi như là tròn 10 vạn, tí nữa là tròn 10 vạn rồi, tất cả không báo lỗi một cái gì luôn. Rất là chất lượng luôn. Ghế lái vẫn là ghế nguyên zin này. Vẫn là ghế nguyên zin và còn rất là đẹp này anh chị này. Đấy, ngay cả phần tựa lưng nó cũng còn rất là đẹp luôn. Từ những con ốc này, anh chị nhìn này. Từ những con ốc luôn. Cái xe này là em bao cho anh chị zin từng con ốc. Nếu như mà đến anh chị kiểm tra hoặc anh chị có thể đi bất cứ nơi nào kiểm tra sai, bên em sẽ chịu toàn bộ mọi chi phí phát sinh khi mà di chuyển chiếc xe này anh chị nhé. Đấy. Và một lần nữa thì mời anh chị vòng xung quanh để ta xem cái phần thân vỏ tổng thể của chiếc xe này, để đánh giá được cái chất lượng cụ thể. Và một cái chiếc xe đẹp chất và là hàng sưu tầm thì nó đẹp đến mức độ như thế nào. Để mua một chiếc xe Santa Fe máy dầu, nhất là những chiếc xe máy dầu, thì ta phải lựa chọn những chiếc xe đẹp, những chiếc xe mà đủ được mọi tiêu chí. Xe chạy ít, xe còn nguyên bản, máy phải zin, nội thất zin, đúng không ạ? Và là một chiếc xe phải có mức giá phù hợp, đúng không ạ? Và anh chị nhìn vào góc máy quay thì anh chị thấy được cái chiếc xe của em nó rất là đẹp luôn. Nó không có điểm chê, khẳng định chiếc xe này không có điểm trừ nhé. Vậy cho nên nếu như anh chị nào mà đã tiếp cận với sản phẩm này của em rồi thì em tin rằng anh chị sẽ không thể chê được đâu. Xe này cũng đã được em nâng cầu và kiểm tra phần gầm, và có chi tiết cả phần gầm cho anh chị để anh chị có thể là trực tiếp mà quan sát rất là kỹ luôn. Lát nữa cuối video em sẽ có phần gầm cho anh chị để anh chị có thể là theo dõi nhé. Vậy thì giá của chiếc xe này là bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Hiện tại em đang bán chiếc xe này là 685 triệu đồng, nhưng em sẽ giảm cho anh chị xuống
đầu xuân năm mới mừng tuổi anh chị 10 triệu đồng, có nghĩa là chiếc xe này chỉ còn có 675 triệu đồng thôi. Nếu như anh chị thực sự cảm thấy chiếc xe này nó đẹp, phù hợp với nhu cầu thì anh chị hãy không tiếc gì một cuộc điện thoại hoặc là kết bạn Zalo với em theo số hotline đã được ghi ở trên tiêu đề, đó là số 0964 834 834, để em Công có thể trực tiếp tư vấn hỗ trợ cho anh chị mọi thông tin về xe của bên Ba Tư Văn Vua Gầm Cao. Hoặc anh chị có thể đến trực tiếp địa chỉ của bên showroom 468 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương, để anh chị có thể đi thử xem trực tiếp xe, đúng không ạ? Và bên em vẫn có thể ship xe đến tại nhà, tại các cơ sở sản xuất mà anh chị có thể kiểm tra chiếc xe này một cách yên tâm nhất. Size bên em chịu toàn bộ chi phí nhé. Đó là những cái lời cam kết và những lời khẳng định chuẩn mực cho anh chị về cái chất lượng cũng như tiêu chí bán hàng của bên em. Và nếu anh chị nào thực sự quan tâm thì mời chị xuống phần gầm để ta có thể xem chi tiết phần gầm nhé, để biết được chất lượng cụ thể của chiếc xe này. Và anh chị cảm thấy yên tâm 100% khi anh chị đến với những sản phẩm của bên em. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt. Vâng, nói gì thì nói nhưng cứ phải thực tế anh chị nhé. Với cái chiếc xe mà có cái hệ thống cầu nâng như ở bên showroom của em thì đã được kiểm tra đầu vào và đầu ra thì nó cực kỳ yên tâm luôn. Đây chị nhìn này, 4 quả lốp mới là nó là sự thật luôn. Khi mà anh chị nâng cầu lên thì sẽ nhìn được 4 quả lốp nó rất là mới, cái lưỡi, những cái đường rãnh của nó rất là dài, và sẽ nhìn được toàn bộ phần gầm. Thì đầu tiên thì ta nhìn cái phần ống xả này anh chị nhìn này. Cái phần ống xả của nó rất là trắng. Đấy, nó rất là trắng thì có nghĩa là chiếc xe này chạy rất là ít luôn. Anh chị cứ quan sát những cái ống xả ở những cái dòng xe khác thì anh chị sẽ thấy được rằng là cái chiếc xe này của em như thế này nó là rất là đẹp luôn anh chị nhé. Đấy, những cái phần gầm này nó còn nguyên bản này. Phần gầm là cái phần mà tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, nó rất là bẩn. Cho nên là bên em thì giữ nguyên bản, chứ không có xịt sơn hay là như thế nào vào để làm bóng bẩy cái chiếc xe của mình một cách nó hơi thái quá. Bởi vì đây nó là đời 2015 rồi. Thì anh chị nào mà muốn cái sự thật cũng như là muốn cái gì đó là chân thực thì hãy đến với cái video của em Công làm. Bởi vì em Công làm rất là chân thực. Đây, những cái giảm sóc này, cái phần càng ở phía sau này, nó không có đâm xô, không có sập gầm, thì là nó sẽ phần càng này nó còn nguyên này. Và nếu cái xe nó không bị xô ấy thì cái phần sắt xi phía đằng sau anh chị nhìn này. Đấy, cái phần sắt xi phía đằng sau là nó sẽ còn nguyên zin và nguyên bản từ con ốc luôn. Và những cái giá đỡ ở phía đằng sau nó cũng thế này anh chị nhé. Đây, em sẽ quay rất là kỹ cho anh chị cả hai phần trước và đằng sau. Đây, vậy là cái chiếc xe này không có xô phía đằng sau rồi. Nâng cầu nên rất là yên tâm. Và toàn bộ cái hệ thống cái phần sàn phía giữa của xe, anh chị nhìn như thế này là quá yên tâm luôn rồi. Đây, những cái lưỡi ba bô lê này anh chị nhìn này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Nhưng cái phần ống xả ống bô này em đã quay rất kỹ rồi. Đây là phần cầu này. Đấy, phần kết nối trục cắt đăng này. Đấy, cái phần màu đen đấy là kết nối trục cắt đăng giữa hai xe, hai phần thân xe với nhau. Những cái phần nhựa ở phía dưới nó cũng còn rất đẹp như thế này thì anh chị thấy được là quá yên tâm luôn, đúng không ạ? Còn cái phần anh chị nhìn này. Đấy, phần cầu nha, nó còn nguyên nhá, nguyên chấm QC nhà sản xuất nhá. Và phần máy zin hay không anh chị nhìn cho em này. Đây, số này, nguyên cái chấm sơn này và nguyên cái tem cái mác của phần số này, số zin tuyệt đối luôn nhá. Và không có dầu mỡ gì cả. Đấy, rất là thông thoáng này. Anh chị nhìn này. Quá tuyệt đối và quá yên tâm. Ốc cổ bô này, nguyên zin và nguyên bản chưa từng tháo mở này. Và muốn biết là zin hay không nữa thì soi đến con ốc chân máy này. Nó còn nguyên này các anh chị này. Ốc chân máy chưa chạm thì có nghĩa là chiếc xe này là nguyên bản, nguyên zin, máy zin tuyệt đối luôn. Keo răng cò phía bên trên còn zin mà. Anh chị nhá, đây là ốc thăm dầu này. Đấy, không cần phải tháo nhiều đâu. Ta nhìn như thế này là ta biết rồi. Đây, đây là cái đáy tắc te của nhà của chiếc xe này, nó cũng còn nguyên zin và nguyên bản này. Đấy, như thế là đủ rồi, đúng không ạ? Còn đây là cái nắp mặt máy, muốn kỹ hơn anh chị tháo đây để ra xem. Nói chung là với những người biết thì em chỉ cần như thế là đủ rồi, đúng không ạ? Và đây chị nhìn thấy phần càng A, nếu chiếc xe bị sập gầm thì những cái phần càng này nó sẽ bị cong vênh anh chị nhé. Đấy, chị nhìn này, phần giảm sóc còn rất là đẹp nhé. Riêng phần gầm của con xe này là chấp mọi đối thủ luôn anh chị ạ. Chấp mọi đối thủ luôn. Chiếc xe quá chất luôn anh chị ạ, quá chất luôn. Một chiếc xe mà khẳng định rằng là không có đối thủ đâu. Với tầm đời này là không có đối thủ đâu anh chị nhé. Vậy là toàn bộ tất cả các chi tiết của chiếc xe Santa Fe 2015 bản phun dầu này em Công đã quay rất là cụ thể và chi tiết rồi. Và xe thì cam kết là chuẩn zin 100%, bao check test mọi nơi mọi chỗ. Và chiếc xe này thì em đang bán 685 và giảm giá 10 triệu trực tiếp cho anh chị nào tiếp cận với lại kênh bán hàng của em Công. Bây giờ chỉ còn có 675 triệu đồng thôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị.